Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình ha. Thì cũng lâu rồi, hôm nay mình mới quay lại một cái clip đầu tiên ha. Thì mấy nay mình thì vẫn chơi Figure 1/6 ha, nhưng mà mấy bữa nay lại chơi thêm cái món này, cái mô hình khủng long. Rồi, thì con này hôm nọ mình là mình mua lại nha, line new full box luôn. Là cái này là mô hình khủng long 1/35 của hãng Reborn. Thì cái con này nó theo mình coi trên mạng nó có hai phiên bản. Mà mình thì lại thấy cái anh này anh bán cái con khủng long này nó khá là đẹp. Nên là thôi mình mua luôn. Thì đây, ngoại quan của cái hộp nè. Đây. Đây, có những dòng khủng long đã phát hành rồi của hãng ha. Rồi. Rồi, phiên bản này là con King T-Rex, mà cái đặt cái tên của hãng nó đặt là Stus nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp luôn ha. Rồi. Đầu tiên thì ở trong này gồm một cái quyển sách giới thiệu. Đây, có thể giới thiệu được cái lịch sử không? Tìm ra cái bộ xương khủng long của con này ở đây. Rồi. Các hóa thạch của nó đây ha. Rồi, tỷ lệ 1/35. Rồi. Đằng sau này không có gì hết. Rồi, lớp dưới. Ở trong này đầu tiên là một bịch cái giá đỡ nhựa. Giá đỡ khủng long. Rồi, đi ha. Rồi, trong này khủng long này thì nó là không phải là nguyên khối ha, nó làm chia hai phần có thể ráp vào nhau. Đây cái đuôi của nó nè. Cái này là chất liệu PVC nha các bạn, chứ không phải là resin. Wow. Đây nhân vật chính. Mình rất ưng cái mẫu này, là nhìn vô là mê luôn, là bước chân vô thế giới khủng long luôn. Đây, cái mặt của con T-Rex này. Để mình chiếu xuống sáng sáng chút xíu. Đây nha. Đây các bạn thấy nè. Ồ, làm cái mặt. Con này rất là dữ. Răng nè. Răng rất là bén. Rất là dữ. Nước sơn đó mình rất là thích nha các bạn, rất là chi tiết luôn. Đây, cái phần móng. Nói chung là mình rất là ưng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp vô cái này. Ráp cái đuôi vào. Đây thì mình thấy là cái chính cái họ không có làm cái liền khối á, nên là ở cái phần đuôi của nó đó, nó có một cái chỗ cái đường làm này nè, mình không có thích lắm, nhìn trông nó cứ nó cứ sao sao á. Mình thì thích là nguyên khối hơn. Đây, sau khi cái đuôi này thì có thể là mình uống nó được nha các bạn, uống cong lại nè. Đây là chú khủng long trong bộ sưu tập khủng long đầu tiên của mình. Nhìn rất là nét ha. Đây, thì mình thích nhất là ở cái phần này họ sơn cái lưỡi của chú khủng long này nè. Nó có những cái lớp sơn bóng nè, nhìn trông rất là thật. Răng nó cũng làm màu ngà ngà nè, nhìn rất là real luôn. Con mắt làm rất là dữ.
Để một hồi nữa mình sẽ bỏ lên cái bàn xoay ha. Mình xoay các bạn xem 360 độ của anh này. Đây. Đây mình sẽ quay cận cảnh rồi mình xem ha. Rồi. Cái lớp sơn nhìn nó rất là chân thật luôn nha. Mặc dù cái chất liệu này là PVC thôi chứ không phải resin. Rất là đẹp. Về cái phần sơn á, mình thích nhất cái này, nó sơn đây rất là kiểu nó đầu tư luôn. Sơn này có vùng sáng, vùng tối nó rõ rệt. Chứ không có sơn chung chung như những cái khủng long mà hàng phát ra ngoài. Rồi, tay có thể cử động được nha. Thích là cái chỗ này nè, nó có những màu, cái này màu đen xám xám, màu cam nè, chuyển màu rất là mượt luôn. Đây phần móng chân.